Sau thành công lớn của mùa đầu tiên, Rap Việt đã bắt tay vào casting để tìm kiếm tài năng cho mùa thứ hai. Với độ phủ sóng cực kỳ rộng rãi, đưa nhạc rap tiếp cận đến nhiều đối tượng hơn, Rap Việt trở thành game show truyền hình được quan tâm đặc biệt ở thời điểm hiện tại. Đây cũng là sân chơi của nhiều bạn trẻ với ước mơ trở thành rapper chuyên nghiệp. Buổi casting đầu tiên vào sáng ngày 13 tháng 4 ở thành phố Hồ Chí Minh hiện đang được các rap fan cập nhật chi tiết từng phút từng giây trên mạng xã hội. Ngay từ sáng sớm nay, con phố nơi diễn ra casting Rap Việt mùa 2 trở nên đông đúc với hàng dài các bạn trẻ đến tham gia tuyển chọn. Dù thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh khá nóng nực và phải chờ đợi bên ngoài để lần lượt vào trong làm các thủ tục chờ casting, nhưng có vẻ như niềm đam mê về rap khiến tất cả không thành vấn đề. Từ vòng casting, các thí sinh được lựa chọn sẽ trải qua thêm quá trình trau dồi để bước vào vòng ghi hình cho phần thi chinh phục trước các huấn luyện viên. Sẽ chỉ có khoảng 36 thí sinh được chọn về với 4 đội của 4 huấn luyện viên để tiếp tục với hành trình chinh phục một ngôi vương duy nhất tại Rap Việt mùa 2. Chính vì vậy, với không khí đông đúc trong ngày casting, nhiều người đùa rằng tỷ lệ chọi của Rap Việt còn gắt hơn cả thi đại học. Tỷ lệ qua được vòng casting Rap Việt mùa 2 là không tới 3%. Điều này cho thấy sức nóng của chương trình trước đó đã thành công như thế nào. Được biết thêm thông tin buổi sáng casting Rap Việt vừa qua, công an quận 1 đã phải xuống tận nơi để giải quyết bạo loạn, đã áp giải một nam thanh niên về phường. Theo nguồn thông tin chia sẻ, đó là một rapper có tiếng trong giới under, đã sử dụng chất kích thích và gây sự náo loạn. Vụ việc đang được rất nhiều người quan tâm. Trên đây là những tin tức mới nhất về Rap Việt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bấm đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất.